Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 13 tây tháng 7 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ về cái nội dung của cái gói đã được ký vào ngày hôm qua, có cái mức giá là 100 tỷ đô. À, trong cái gói này nó có nhiều phần, tuy nhiên Ngọc sẽ chú trọng về cái tấm chắc 600 hoặc là những gia đình nào mà có trẻ em sẽ được thêm 500 nữa. Cái tấm chắc này người ta gọi là Golden State Stimulus Number no. 2. Đây là cái gói cứu trợ lần thứ hai của Cali. Và ngoài cái tấm chắc này thì người ta cũng có một cái khoản tiền là 1.5 tỷ hỗ trợ cho những ai? Hỗ trợ cho những cái người chủ doanh nghiệp. Thì người chủ doanh nghiệp có thể họ sẽ nhận được là 5.000, 15.000, 25.000 và thậm chí những ai làm 1099, lái Uber, lái Lyft, vân vân, thì quý vị cũng nhận được cái số tiền này. Thậm chí thợ neo 1099 cũng đã nhận được và nếu như mà quý vị chưa nhận, quý vị đang nằm trong cái danh sách đợi, thì có thể trong cái thời gian gần đây nhất, thì quý vị sẽ được giải ngân, tiền sẽ về tài khoản của quý vị. thì Ngọc sẽ từ từ chia sẻ cho quý vị về cái thông tin này. À, ngày hôm qua thì họ đã public cái thông tin này rồi và vào cái trang ca cơ Đối với Gavin Newsom Ông đã ký rồi à, Thì trong cái, cái gói này Thực ra là Đáng ra là ông ký trước Ngày 30 tây tháng 6 rồi Quý vị nhưng mà ổng chưa ký ổng đợi đến ngày 12 tây tháng 7 ổng mới ký à, và trong đó thì người ta nói rất là nhiều phần nha quý vị và Ngọc chỉ tập trung vào hai cái phần mà mọi người đặc biệt quan tâm thì ở đây người ta nói rằng khoảng 2 phần 3 dân Cali sẽ đủ điều kiện để có được một cái tấm chắc 600 và những cái gia đình nào mà đủ điều kiện và họ có con nhỏ thì họ sẽ được thêm là 500 đô nữa. 500 đô này chỉ dành cho một hộ gia đình thôi. Dù cho gia đình của quý vị là có hai con, ba con thì quý vị chỉ được nhận 500 thôi chứ không phải là 500 mỗi trẻ nha quý vị. Như vậy thì những gia đình nào mà đủ điều kiện thì sẽ nhận được 600 có con nữa thì sẽ nhận được thêm 500 nữa là được 1.000 nha quý vị. Ngoài ra, những ai mà 1099 Small Business Owners thì quý vị sẽ có thêm một cái khoản hỗ trợ cái khoản hỗ trợ này không phải là cái khoản hỗ trợ lần thứ hai nếu như đợt trước quý vị nộp đơn rồi quý vị đủ điều kiện nhưng mà người ta không có tiền người ta cho quý vị thì bây giờ người ta có tiền người ta sẽ cho quý vị chứ bây giờ người ta không có cho mình nộp đơn mới nữa như quý vị thì hôm đợt trước đó là có đâu khoảng là 2.5 tỷ cho cái chương trình California Grand rồi và bây giờ người ta cho thêm 5 à, 1.5 tỷ nữa là thành ra tổng cộng là được 4 tỷ à, từ cái tháng 1 tới giờ luôn á quý vị thì được 4 tỷ À, ngoài ra thì họ cũng có những cái chương trình về hỗ trợ thuế à, cho Cali à, nhưng mà hiện giờ quý vị ơi, nếu như quý vị chưa có nộp đơn cho cái chương trình California Grant 1099 à chủ cơ sở thương mại vân vân thì người ta không có nhận đơn nữa. Những ai mà hiện giờ đang nằm trong cái waitlist thì quý vị hãy đợi, trong vòng một vài tuần nữa thì Ngọc Nghĩ Tiền nó sẽ về thôi à, Ở đây một cái câu hỏi đặt ra là có cần làm gì không để nhận được cái tấm chất 600-500 này Thì ở đây người ta nói hầu hết những người dân Cali à, thì họ sẽ không cần phải làm gì hết để lãnh cái số tiền này À, quý vị chỉ cần làm một cái việc là quý vị khai thuế năm 2020 Nếu như quý vị đã khai thuế rồi thì quý vị không cần làm gì hết Nếu như quý vị chưa khai thuế thì quý vị nên làm cái điều này trước ngày 15 tây tháng 10 năm 2021 à, Và những ai mà đã lãnh cái tấm chắc đợt 1 rồi thì quý vị sẽ không lãnh cái tấm chắc đợt 2 Như vậy đây là một cái gói mở rộng Chứ không phải hoàn toàn là đợt 1, đợt 2 Như là cái tấm chắc 1.200, 1.600, nha quý vị Đó, cái này là cái mở rộng như vậy là Những ai mà cái AGI của quý vị Mà nhỏ hơn 30.000 Thì đợt 1 quý vị đã nhận rồi đúng không à, Bây giờ người ta sẽ cho những cái ai Mà có cái AGI của năm 2020 Là từ 30.000 đến 75.000 trên 75.000 sẽ không đủ điều kiện. Ngọc đã làm một cái video chia sẻ rất là nhiều về cái thông tin này rồi. trong cái video này Ngọc chỉ chia sẻ cái thông tin cập nhật mới nhất là ông đã ký rồi và khi nào nhận được tiền thì ông nói là thống đốc Gavin Newsom ông có nói là khoảng vào mùa thu năm nay. mùa thu thì không biết là tháng 8 tháng 9 tháng 10 gì đó không biết nha quý vị. À, thì Ngọc sẽ cập nhật cho quý vị nếu như họ có những cái thông tin À, mới bây giờ họ chỉ nói là mùa thu thôi. Còn những cô chú nào mà lãnh tiền hưu, tiền già thì đợt hai này có lãnh hay không? thì những cô chú mà lãnh tiền hưu thì Ngọc không có thấy người ta nói, cho nên là Ngọc nghĩ rằng cô chú nào mà lãnh tiền hưu thì không có đủ điều kiện. Còn những ai mà lãnh tiền già tức là tiền exercise đó thì đợt một cô chú đã nhận được rồi, à, thì đợt hai này sẽ không đủ điều kiện nha quý vị. Rồi những ai mà lãnh ví dụ như Cal Fresh vân vân thì đợt 1 lãnh rồi thì đợt 2 cũng không có lãnh nữa. Như vậy đợt 2 gia đình nào mà lãnh 600 thì cộng thêm 500 cho con cái của họ nữa. Còn nếu như không có con thì cứ lãnh 600 thôi nha quý vị. Còn những ai mà không có số social á thì được thêm nữa, như là được thêm 500 nữa thì phải. À, rồi bây giờ á À, ngoài cái chương trình này ra thì Cali hơn bữa trước họ cũng có một cái gói cứu trợ đã được ký là 123.9 làm tròn là 124 tỷ đã được ký thì trong cái gói cứu trợ này á, là nó có những cái chương trình hỗ trợ ví dụ như là free preschool dành cho những em nào mà 4 tuổi rồi những cái chương trình kindergarten à, từ 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 lớp kindergarten lên mười 12. Rồi bây giờ Cali á sau khi mà ổng ký cái gói 124 tỷ này á là à, bên Cali sẽ được free school meals. Những em nào mà đi học, tất cả những học sinh đi học ở tiểu bang California sẽ được bữa ăn miễn phí, có thể là bữa ăn sáng, bữa ăn trưa. Thì chiều về nhà ăn không có cho bữa ăn chiều như vậy bữa ăn sáng bữa ăn trưa thôi và những cái hỗ trợ này thì họ có thêm tiền để họ đầu tư về trường lớp rồi họ thuê nhiều nhân viên hơn họ thuê nhiều giáo viên hơn thì dẫn đến cái việc là mỗi lớp học như vậy sẽ bắt đầu là có ít học sinh hơn và nhiều giáo viên hơn nhà quý vị thì đó là một trong những cái chương trình mà họ sẽ hỗ trợ cho cái chương trình giáo dục ở Cali à, có thể là họ sẽ có những cái chương trình hỗ trợ về những cái gọi là after school rồi những cái chương trình mùa hè những cái dịch vụ giúp đỡ học sinh ví dụ như học sinh nào mà họ có ví dụ có mental health à, giống như là học học sinh special needs children nói vị, thì họ sẽ được hỗ trợ nhiều hơn trong trường học À, thì đó là những cái thông tin mà Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị và hy vọng quý vị sẽ ủng hộ kênh của Ngọc bằng cách like, share và đăng ký kênh. À, nếu như quý vị quan tâm về thị trường chứng khoán và quý vị chưa mở tài khoản để đầu tư, thì quý vị có thể vào cái đường link này mở tài khoản tại công ty Wevote thì quý vị sẽ nhận được hai cổ phiếu miễn phí hoặc là nhiều khi quý vị có thể nhận được 4 cổ phiếu miễn phí sau khi quý vị bỏ vào deposit vào 100 đô. Như vậy là bước 1 quý vị phải mở tài khoản nè. Bước 2 quý vị bỏ vào 100 đô thì người ta sẽ cho quý vị hai cổ phiếu miễn phí. Thì có thể là quý vị chờ khoảng 7 ngày, một tuần gì đó người ta 7 ngày hay là 10 ngày gì đó quý vị mới nhận được những cái cổ phiếu này như quý vị. À, hôm bữa trước thì người ta nhận cho là bốn cổ phiếu, bây giờ người ta chỉ có cho hai cổ phiếu thôi. Nhiều khi người ta cho cổ phiếu Apple vân vân thì cũng được nhiều tiền đó. Còn bình thường là người ta chỉ cho cổ phiếu khoảng là 3 đô, 10 đô gì đó. Đó là những cái cổ phiếu rất thông thường mà quý vị nhận được thì à, hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Bye bye quý vị.